trình Giác quan thứ 6 tuần này sẽ tiếp tục mang đến quý vị khán giả những ngành nghề đặc biệt, những giây phút giải trí vô cùng tuyệt vời. Bên cạnh sự xuất hiện của đôi vợ chồng hạnh phúc và đáng yêu, đạo diễn Huỳnh Đông và diễn viên Ái Châu. Đây là suy nghĩ của Ái Châu thôi con Huỳnh Đông. Dạ, vợ nói là đúng hết. Ôi, trời ơi, anh đừng nói như vậy, người ta nói anh sợ vợ không, đó. Anh sợ vợ, ai cũng biết được cơ mà. Dạ, làm sao cho anh... mọi người cứ nói cho cả thế giới biết Huỳnh Đông sợ vợ. Biên tập ơi, chỗ này mình biết biết nha biên tập. Hãy cùng đón xem tập 11 ngay sau đây để biết vợ chồng họ có may mắn mang về giá trị tiền thưởng xứng đáng với những phán đoán bằng trực giác của mình hay không nhé. Thành Trung, Diệu Nhi xin được chào đón quý vị khán giả cùng đến với chương trình Giác quan thứ 6 mùa 3. Chương trình được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Hôm nay tôi có lời khen dành cho bộ trang phục này của trợ lý chương trình. Rất là đúng với cái nhiệm vụ và công việc của mình. Kín đáo nhưng vẫn đẹp và sang trọng. Hy vọng rằng những sự trợ giúp của em ngày hôm nay dành cho người chơi nó cũng xứng tầm với bộ trang phục mà em đang mặc. Dạ vâng, ngày hôm nay em muốn xây dựng một cái hình ảnh là một người trợ lý thật sự là đẳng cấp và lịch sự cũng như là trưởng thành hơn những tập trước. Đẳng cấp anh nghĩ rằng không gì hơn bằng những kiến thức chính xác mà mình mang lại cho người chơi. Liệu em có tự tin với cái kiến thức của mình không? Em rất tự tin với kiến thức của mình, nhưng về độ chính xác thì em sợ khi mà em đưa ra một cách chính xác quá và khách mời lựa chọn theo em và chính xác rinh về rất là nhiều tiền thì em sẽ bị trừ lương. Không sao. Chương trình hoàn toàn muốn những người chơi đến với chương trình mang nhiều tiền thưởng về, càng nhiều càng tốt. Nhiệm vụ của em là phải giúp đỡ được. Và anh nói luôn, nếu như hôm nay em không giúp cho người chơi mang được nhiều tiền về, em sẽ bị trừ lương. Ủa vậy ha? Đúng. Dạ. Em sẵn sàng chưa? Em rất sẵn sàng. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hai người chơi trong chương trình ngày hôm nay. Họ là một cặp vợ chồng trong giới làm phim, khi chồng là đạo diễn còn vợ là diễn viên. Hãy cùng chào đón đạo diễn Huỳnh Đông và diễn viên Ái Châu. Dạ, chào anh Trung, chào Dự Nhi, và dạ, chào các bạn, và dạ, chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Thì hôm nay cũng lâu lắm rồi hai vợ chồng mới đến với game show. Dạ, dạ, vì cái có xem qua chương trình, dạ, của hai mùa trước rất là dễ thương, và được biết nữa là hôm nay chương trình của mùa này lại có thêm Dự Nhi sẽ là người hỗ trợ cho hai vợ chồng, cho nên là cái sự tự tin nó càng cao hơn. Bé Nhi nó cực kỳ tự tin vậy em. Em tin nhiều kiến thức cũng bé Nhi lắm đó nha. Em nào, tin trợ lý, em hãy sang lên như bộ trang phục mình đang mặc nào. Hãy sang lên. Em sợ làm anh chị thức gì học. Không sao đâu em. Em đã bao giờ làm mọi người không thất vọng đâu. Việc gì em phải ngại. Phong độ của em vẫn rất ổn định mà. Đâm, anh tin em mà, anh Đâm. Đến với chương trình thì nếu như mọi người xem, mọi người sẽ thấy, một là cứ làm theo những gì Diệu Nhi nói đúng từ đầu đến cuối. Hai là làm ngược lại. Tất nhiên nó cũng tùy thuộc vào cái kiến thức của Diệu Nhi hôm đó thế nào. Bởi vì có những hôm là đúng từ đầu đến cuối, nhưng có những hôm lại sai từ đầu đến cuối. Chết rồi, em nghe anh Trung nói vậy chắc thôi mình đi về trước đi. Về thì không về được. Dạ, nhưng bây giờ bằng trực giác của một người phụ nữ, em nghĩ xem hôm nay Diệu Nhi sẽ là người đoán đúng nhiều hay đoán sai nhiều? Nhi ơi, không lẽ trời ơi, chị thần tượng em lắm Nhi. Em cảm ơn chị. Sau chương trình này em sợ chị là chị dẹp em luôn á. Dẹp em luôn á. Nhi đã bao giờ làm phim của anh Huỳnh Đông chưa? Dạ, hai anh em có đóng phim chung với nhau chứ. Chưa. Hy vọng rằng là không vì chương trình ngày hôm nay mà không bao giờ em được làm phim cùng với anh Huỳnh Đông nữa. mà vai trò đạo diễn tôi nghĩ là rất quan trọng đấy, là người tuyển diễn viên và người chọn diễn viên đấy, để em sống thế nào em sống. Biết đâu nhờ cái sự, biết đâu mà những cái lúc mà em gợi ý mà những lúc em sai á, cho lúc đó bên Nhi nó sẽ có những cái nét mà mình thôi chỉ có Nhi mới làm được cái chuyện đó thôi. Khảo á, rồi mặt Nhi nó đau khổ quá. Tất cả cứ phải vào cuộc chơi thì mới biết được. Và không chỉ những khách mời trong chương trình là ẩn số, mà chính trợ lý của chúng tôi cũng là ẩn số. Chúng tôi xin được mời hai người chơi về với vị trí của mình. Chúng ta cùng đến với chương trình Giác quan thứ 6. Bây giờ sẽ là luật chơi của chương trình.
Dạ, thưa anh chị thân mến, luật chơi của mình tổng cộng là sẽ có 5 gói tiền thưởng tương ứng với các giá trị là 1 triệu, 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu và 25 triệu cùng với 6 nghề nghiệp phía dưới. Và tí nữa anh chị sẽ rất là bất ngờ khi xuất hiện 5 vị khách mời tương ứng với lại 6 nghề nghiệp ở bên kia. Dạ vâng, hết. Ủa, có là kiến thức của em là chỉ đến thế thôi đúng không? Dạ, vâng. Vậy thì phần còn lại để anh. Dạ. Chúng ta sẽ cùng đến với phần quan trọng nữa, đó chính là lựa chọn một trong 3 chiếc két ở phía sau chúng ta vào lúc này. Ở trong chiếc két này, mỗi chiếc két sẽ có một thông điệp, đó là nhân đôi, chia đôi hoặc giữ nguyên số tiền thưởng. Chúng ta sẽ biết ở cuối chương trình khi anh chị đã vượt qua cả 5 vòng chơi của chương trình. Dạ. Lúc này thì mời anh chị sẽ đến với chiếc két. Dạ, mời anh chị đổi. À lộn, chưa có đổi bắt buộc. Chọn két chứ mới đổi bắt buộc. Dạ, chọn hả? Dạ. Thôi cái này chắc em nhường vợ em nha. Dạ, để vợ em là gì chứ, tay hòm chìa khóa mà. Nhìn vô cái két là sẽ biết cái nào tốt nhất rồi. Ôi, gan nữa mồ hôi bị chia đôi hay gì, đừng đổ thừa tôi nha chị. Thôi chắc chọn chiếc gần mình nhất đi ha. Dạ. Dạ. Số 3. Chúng ta sẽ đổi mật mã để đảm bảo tính an ninh và bảo mật cho chiếc két này. Dạ đây, bên trong là có vật thể nha anh. Dạ. Dạ, còn kết quả của cái vật thể này thì cuối cùng mình mới biết. À. Dạ, bây giờ em sẽ bấm đổi mật khẩu. Mật khẩu sẽ là 4 chữ số, mọi người sẽ lựa rồi. Chọn một con số bất kỳ. Rồi, anh chị bấm 4 chữ số bất kỳ, sau đó bấm dấu thăng đây giùm em. Dạ, bấm đi. Ngay ạ. 5, 6, 7, 8 đi. Trời ơi, đặt đơn giản vậy. Mềm nói rồi. Vâng, thật tuyệt vời, đã lâu lắm rồi chúng tôi mới có những người chơi đáng yêu như thế này. Đặt mật mã cho an toàn, đặt số nào, đọc to lên số đó. Tốt rồi, nghĩa là độ an toàn là tôi hiểu rồi. Mời hai bạn vào thị trường. Trước khi đến với vòng 1 cũng như gặp gỡ với 5 vị khách mời đặc biệt đến với chương trình hôm nay, chúng tôi muốn quý vị khán giả và người chơi nghỉ ngơi trong những phút. Sau đây sẽ là khái niệm của nghề nghiệp này, trợ lý chương trình. Ồ, hay quá vậy, Nhi biết hết luôn đó hả? Dạ, dạ. Anh rất là điềm đạm, điềm tĩnh, nói chuyện chắc, từng câu, từng chữ. Thì đúng không anh? Anh cười kìa. Với chương trình Giác quan thứ 6 và bây giờ là vòng 1 với tên gọi ấn tượng đầu tiên. Lúc này thì 5 khách mời đã xuất hiện tại sân khấu và họ sẽ có phần chào hỏi để giúp cho hai người chơi biết được giọng nói của họ, thần thái của họ cũng như những cái đặc trưng của mỗi người. Từ đó thì người chơi sẽ đánh giá và lưu trữ những thông tin này để sau đó đoán xem liệu nghề nghiệp nào sẽ phù hợp với họ. Bây giờ sẽ là phần giới thiệu của khách mời số 1. Mọi người ơi. Đây. Mình tên là Minh Phương. Mình rất là vui khi được tham gia chương trình này. Hồi nãy á, mình đang nấu cơm ở nhà, đang nấu nồi cơm canh chua mà bị thiếu nguyên vật liệu. Hay là chạy ra chợ mua nguyên liệu mà tự nhiên có một người lạ đập bắt mình cái, đưa mình vô đây. Mọi người hãy đoán xem tôi là ai để tôi về nhà thiệt lẹ tôi nấu xong nồi cơm canh chua của tôi nha. Rất đáng yêu và dễ thương. Bây giờ sẽ là vị khách số 2. Xin chào mọi người, tôi là Hoàng Nhân. Công việc hiện tại của tôi là một điều bí mật. Cuộc sống riêng tư của tôi cũng không thể bật mí được. Mọi người hãy đoán xem tôi là ai và biết công việc hiện tại của tôi là gì. Vị khách số 3. Xin chào mọi người, tôi tên là Phương Thảo. Tôi là một người rất là đam mê du lịch và tôi đã có điều kiện đi du lịch khắp mọi miền đất nước. Và tôi đặc biệt thích Côn Đảo, thích biển. Và tôi ở đây để mọi người đoán xem tôi là ai. Thì cách số 4. Xin chào mọi người, tôi là Lâm Ngọc Vinh. Tôi yêu thích sự tự do. Tôi không thích những câu chuyện, những sự vật, sự việc hay con người gò bó. Tôi luôn đi tìm những điều mới mẻ để làm cho cuộc sống của bản thân tôi ngày càng một phong phú hơn. Các bạn thử đoán xem tôi là ai nhé. Xin mời khách mời cuối cùng. Xin chào mọi người,
Tôi là người rất đam mê với công việc và tôi rất hài lòng khi công việc của mình đã hoàn thành. Ngoài ra tôi không quan tâm đến mọi việc xung quanh. Và bạn bè tôi thường hay góp ý tôi là cần nên thay đổi cách sống. Nhưng mà đối với bản thân tôi rất cảm thấy hạnh phúc với việc lựa chọn của mình. Mọi người hãy đón tôi là ai nhé. Và bây giờ trước khi đến với nghề nghiệp đầu tiên, xin mời hai vợ chồng sẽ lựa chọn gói tiền thưởng. Mọi người sẽ chọn số bao nhiêu? Em nhường cho anh đó. Dạ, vợ đã nhường rồi, lần này rất là tự tin. Lúc nào cũng vậy, mình mới nhường vợ trước vậy. Nhưng bây giờ mà vợ nhường mình, dạ em chọn số 5. Số 5? Dạ. Nghề nghiệp tương ứng sẽ là? Nghệ nhân bonsai. Bonsai. Nếu mọi người còn phân vân về cái nghề nghiệp này thì sau đây sẽ là khái niệm của nghề nghiệp này, trợ lý chương trình. Ủa, hay quá vậy, nhìn biết hết luôn á hả? Dạ dạ. Tức biết hết, nhưng mà không biết là có đúng hay không thôi. Nhưng mà không biết là có đúng hay không thôi. Nào, nói đi em. Dạ, người nghệ nhân bonsai này là một cái người mà họ cắt tỉa cây cảnh. Họ trồng cây, họ nuôi cây, họ yêu những cái cây bonsai đó giống như là đứa con của mình. Là giàu lắm, có tiền. Là một người là phải là đeo vàng rồi, nhìn có cái vẻ là có tiền lắm. Mấy cái cây này mắc. Mà trông là phải sang trọng đúng không? Dạ đúng rồi. Thế còn hai vợ chồng đánh giá thế nào và có hiểu biết gì về cái nghề nghiệp này ạ? Em nghĩ nghệ nhân bonsai phải là một người rất là gọi là gì? Kiên nhẫn. Kiên nhẫn. Khi mà họ yêu cây cảnh như vậy thì có nghĩa là họ đặt hết tâm huyết vào và họ sẽ rất là tĩnh tâm. Đa phần những nghệ nhân bonsai em thấy như vậy. Đấy là suy nghĩ của Hải Châu tới con Huỳnh Đông. Dạ, vợ nói là đúng hết. Ôi, trời ơi, anh đừng nói như vậy, người ta nói anh sợ vợ không, đó. Anh sợ vợ ai cũng biết được cơ. Dạ, làm sao hết trơn. Anh đừng có tự hào như vậy. Anh tự hào chuyện đó. Ai nói vậy đó, em tự hào em sợ đúng, vợ đúng anh. Đúng không, tốt. Trời ơi. Mà liên quan phát chương trình này lên đi, mọi người cứ nói cho cả thế giới biết Huỳnh Đông sợ vợ. Bonsai thì theo tôi được biết đó là một cái từ ngữ của Nhật, nói về đây là một cái cách chăm sóc và tỉa cây cảnh theo phong cách của Nhật Bản. Bonsai nó khá là tỉ mỉ và cần tới những đôi tay cực kỳ khéo léo. Vậy thì theo hai vợ chồng, ai sẽ phù hợp với công việc này? Huỳnh Đông trước đi, để đỡ phải vợ nói trước rồi mình lại phải theo vợ. Dạ. Đâu, vợ cho, vợ cho, vợ cho, vợ cho. Dạ rồi. Với em, tại em chưa từng tiếp xúc, nhưng mà khi em có coi nhiều clip về các nghệ nhân ngành nghề này, ngành nghề khác, thì những cái nghệ nhân mà bonsai như anh Trung nãy có nói là họ rất là tỉ mỉ, họ rất là chăm chú cho công việc của họ. Thì cái quan trọng là cái giống như là họ cũng có một cái chất thiền riêng á. Thì em lại thấy anh số 4, anh rất là điềm đạm, điềm tĩnh, nói chuyện chắc từng câu từng chữ và cái không có hấp tấp trong cái câu nói của ảnh, mà anh tạo cho người ta một cái khi cái cái sự tin tưởng và cái năng lượng khi mà nhìn vào ảnh, mà nhìn đến chắc nụi à, không biết dạ, cái từ ngữ là nhìn năng lượng của anh chắc chắn chứ không dạ, phải chắc nhìn thể của anh chắc chắn dạ, đúng rồi, cái năng lượng nó nhìn ảnh, nó cứ nhìn vô cái chữ nghề nhân bonsai cái mình thấy mình tin ảnh hơn á. Dạ rồi, so với dạ, các anh chị còn lại. Thế còn Ái Châu thì sao? Em đang phân vân giữa anh số 2 với anh số 4. Nhưng mà theo như anh Đông phân tích đó, thì em thấy anh số 4 anh đeo kính. Thì không biết có phải là do anh quá tỉ mỉ trong cái chuyện anh cắt lá tỉa cành không, mà anh bị cận thì đúng không anh? Anh cười kìa. Thì em đang phân vân giữa anh số 2 với anh số 4. Tại vì anh số 2 với anh số 4 cái phong cách nó cũng gần gần na ná như nhau. Mọi người đang phân vân đúng không? Dạ, dạ đúng. Trợ giúp của chương trình là gì? Dạ vâng, chương trình có hai quyền trợ giúp. Anh chị sẽ sử dụng trong vòng 1 và vòng 2. Sử dụng luôn trong một vòng cũng được. Đó chính là quyền loại trừ. Mình sẽ loại trừ bớt đi những cái đáp án mà chương trình thấy là không đúng đó. Và cái thứ hai là quyền tiếp cận. Anh chị sẽ có 15 giây lên trên đó nhìn và đồng cảm với nhau thôi. Vậy mình sử dụng quyền loại trừ đi ha. Quyền loại trừ đi. Dạ. Dạ. Quyền loại trừ, xin mời chương trình. Chúng ta đã loại trừ đi số 1 và số 3. Hai phương án mà người chơi phân vân vẫn còn nguyên ở đó. Phải nói là quyền loại trừ ác quá. Hay quá. Chúng ta vẫn còn quyền nữa đấy. Nếu mọi người có muốn dùng luôn thì có thể dùng ngay đi ạ. Hỏi anh số 4 đi. Số 4 hả? Ba thấy làm sao? Anh cũng anh số 4. Vậy thì mong dạ rồi. Chốt. Dạ. Dạ em xin chốt anh số 4. Dạ
Nếu là em sẽ đoán là số mấy, trợ lý? Em nghĩ là số 2. Số 2. Bây giờ sẽ là kết quả. Chính xác. Chính xác, màu xanh đó là chính xác. À, trời ơi, và có thể nói là đây là một người rất có kinh nghiệm. Những gì mà Huỳnh Đông giải thích thì tôi tin là nhiều quý vị khán giả cũng sẽ có cái sự tương đồng. Và hãy cùng xem gói tiền thưởng số 5 giá trị là bao nhiêu. 10 triệu. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với vị khách số 4. Xin mời anh ạ. Anh giới thiệu về mình một lần nữa, cũng như công việc của mình, cũng như anh giải thích rõ hơn cái nghề nghiệp của mình, về khái niệm để giúp cho khán giả cũng như chúng tôi, bản thân chúng tôi cũng được hiểu rõ hơn ạ. Xin chào mọi người, tôi là Lâm Ngọc Vinh. Tôi là một nghệ nhân bonsai. Bonsai là một cái từ riêng của Nhật Bản, chỉ những cái cây giống như ngoài cây thiên nhiên mà thu nhỏ đặt vào trong cái chậu nhỏ. Vì thì cái cây nhỏ nhất mà anh đã làm thì nó nhỏ cỡ nào ạ? Cây nhỏ nhất mà hiện tại tôi đã làm là cái cây nhìn thì như cổ thụ thôi, nhưng cái chiều cao, tổng chiều cao từ mặt chậu lên tới cái đỉnh ngọn chỉ có 3 cm. Wow, có 3 cm thôi. Thế chúng ta mới hiểu rằng là khó như thế nào. Nhưng thôi, chúng tôi muốn quý vị khán giả sẽ được chứng kiến ngay những cái tác phẩm mà anh ấy đã tạo ra trong công việc của mình. Chúng tôi xin mời quý vị khán giả sẽ cùng đến với phần trưng bày những cây bonsai của vị khách số 4. Chúng ta đã được nhìn thấy rất nhiều những tác phẩm nghệ thuật của cây bonsai. Và tôi quá ấn tượng với những chiếc cây nhỏ xíu như thế này. Nhưng nó có cái gốc và cái cách mọc giống như một cái cây mọc lâu năm và cổ thụ ở bên ngoài. Nó rất là đẹp, nó rất là nghệ thuật. Và wow, thưa quý vị, để có được một cái cây như thế này thì mất khoảng bao nhiêu thời gian thưa anh? Thường một cây bonsai khi chúng ta nuôi từ một cái cây nguyên liệu, có nghĩa là chuỗi lỗi đó, thì nếu chúng ta nuôi ở thành phố mình nuôi tốt thì thời gian gọi là cái bộ tán, thí dụ giống vậy nè, có nghĩa là chỉ có côn thôi, chưa có đủ độ già, thì khoảng mất 5 năm. 5 năm là chỉ có mới côn tàn thôi, gọi là mới tạo tán được thôi, chưa có già. Nhưng nếu mà chúng ta có một cái cây già khoảng như thế này, chúng ta nhìn thấy bộ xương đây. Đây bộ xương của cái cây này nhìn giống như là một cây cổ thụ ở bên ngoài. Chính xác. Thì phải trên 15 đến 16 năm. Wow. Em muốn hỏi là em thấy trên mạng có những cái cây bonsai bán rất nhiều tiền, thậm chí mấy tỷ luôn. Thì không biết là cái đó có cái những cái tiêu chí nào để làm cho nó độc lạ, quý hiếm như vậy á? Về cái giá trị của một cây bonsai thì cái tiêu chuẩn đẹp của một cây bonsai nó có 5 tiêu chuẩn chính. Đó là thân, thế, đế, rễ, cành. Thân tức là nó phải liền lạc như này, có nếu mình nhìn không thấy một vết thẹo nào hết. Cái thế thì thí dụ thế này thế nó hơi chực nè, dáng hơi chực. Cái trục chính của cây thì nó chực thẳng thì dáng chực. Nhưng mà dáng đổ thì nó đổ từ trên đổ xuống giống như dòng thác đổ. Thì thường cái dáng thác đổ thường là nhiều tiền hơn dáng chực. Đó là thế đó. Rễ tức là rễ phải trải đều ra nhiều các hướng, cành phải có nghĩa là phải dày, không có được lan chéo nhau. Định giá cái giá trị của một cây thì nó phải tùy thuộc vào các tiêu chuẩn đó, nhưng mà mới chỉ là một thôi, nó còn phụ thuộc vào nhiều thứ khác, thí dụ như là chủng loại, thí dụ cây mai chú thủy giá sẽ khác, cây linh sam giá sẽ khác. Cảm ơn anh rất nhiều đã mang những tác phẩm của mình đến với chương trình. Chúc anh có thật nhiều sức khỏe để nuôi dưỡng đam mê của mình. Và nếu như gia đình mà bị nhiều cây quá, anh có thể liên lạc với chúng tôi chăm hộ cho. Cảm ơn anh rất nhiều đến với chương trình. Chúc anh sức khỏe. Nghĩ là số mấy? Chị số 3. Huỳnh Đông. Thấy chị bận áo dài tím, chị số 1, chị Phương đúng không chị? Nãy em thấy anh phân tích chị Phương số 1 mà. Em ơi, vợ luôn luôn đúng. Vợ có sai thì nó vẫn đúng. Thấy chưa? Anh nói em rồi. Thấy chưa? Sao có phản ứng gì không? Có nghĩa là thấy chưa, nói em rồi, nhưng không sao, anh chấp nhận được. Lại với chương trình Giác Quan thứ 6, và bây giờ là vòng thi thứ 2 với tên gọi Cảm Quan.
Vẫn như vậy, người chơi sẽ lựa chọn gói tiền thưởng trước khi đến với nghề nghiệp. Cho anh chọn tiếp mà, cho anh chọn tiếp. Anh chọn đi. Dở chọn. Anh tiếp. Chọn đi. Dạ, lần này em xin chọn số 4. Và nghề nghiệp đó là nghệ nhân ẩm thực. Chắc là cái này thì không cần phải giải thích nữa, chúng ta đều biết đúng không? Dạ. Yeah. Nhưng mà với cái góc nhìn của trợ lý thì nghề này thế nào? Nghề này là ăn hoài mà không biết mệt. Ăn rất nhiều. Ăn dữ lắm, ngày nào sáng thức dậy là ăn rồi. Rồi. Về cơ bản em nghĩ nghệ nhân ẩm thực là người ta sẽ biết rất nhiều món ăn. Và cái và mỗi món ăn á họ sẽ là có những cái tiêu chí đặc biệt gì. Em nghĩ nghệ nhân là có thể là họ chuyên về một món ăn nào đó, một món duy nhất nhưng họ đã làm nó đến mức đỉnh cao. Trở thành tinh hoa của ẩm thực thì họ cũng có thể gọi là nghệ nhân với những cái bí quyết riêng của mình. Giờ sao ta? Em nghĩ là số mấy? Chị số 3. Bình Đông. Dạ em thì lại đặc biệt thấy chị bận áo dài tím, chị số 1, chị Phương đúng không chị? Dạ, tại vì lúc hồi nãy đầu chị vô chị nói chị đang nấu ăn. Có khi chị đang nấu một cái món đặc biệt gì đó của chị, một cái chương trình nắm chị kéo vô đây luôn. Dạ, nhiều khi là chị đánh lừa thôi. Đánh lừa. Không xong thì biết rồi, nhưng mà có nghĩa là mình nhìn vô mình cảm giác á. Và bây giờ vẫn là cái cảm giác. Cuối cùng 5 4 3 2 1 đó là em chọn chị số 3. Và nãy em thấy anh phân tích chị Phương số 1 mà. Em ơi, vợ luôn luôn đúng. Vợ có sai thì nói vẫn đúng. Em thấy ông vô là anh chọn cái ghế lùn, anh ngồi trước, anh đâu có ngồi ghế cao. 1 là vợ không sai, 2 là vợ luôn đúng. Dạ. 3 nếu sai, xem lại cả hai điều vừa rồi. Dạ. Nhà người ta bảo nếu đàn ông làm chủ là nhà có nóc, còn gia đình đàn ông không làm chủ thì người ta gọi là nhà có hầm. Chuyển từ trên xuống dưới. Chắc hơn là có nóc đúng không? Đúng rồi. Xảy ra cái việc gì người ta chui xuống hầm chứ ai người ta trèo lên nóc là gì? Dạ đúng. Phải nói là gia đình này rất chắc chắn. Và hãy cùng xem số 3 đúng hay sai. Không chính xác. Thấy chưa, anh nói em rồi. Không sao anh. Thấy chưa? Dạ thấy chưa. Đây. Cái giống như là cái câu cảm thán. Thấy chưa, anh đã nói em rồi. Anh rất là sợ em mà. Sao có phản ứng gì không? Có nghĩa là thấy chưa, nói em rồi. Nhưng không sao, anh chấp nhận được. Nào hãy cùng xem liệu nghệ nhân ẩm thực là ai. Trong suy nghĩ của hai người chơi, chúng ta sẽ cùng xem gói tiền thưởng số 4 có giá trị là bao nhiêu. 5 triệu. Và hãy cùng làm quen với vị khách số 5 của chúng ta. Xin mời chị. Em chào chị. Dạ, xin mời chị giới thiệu thêm về bản thân của mình cũng như là công việc hiện tại để khán giả được biết rõ hơn. Tôi tên là Quỳnh Ngọc Lan. Hiện tại là tôi là nghệ nhân bánh dân gian. Bánh dân gian, và chị có thể nói rõ hơn là những loại bánh nào không ạ? Ví dụ như là tôi là nghệ nhân bánh bầu. Bánh bầu là một cái loại bánh ở vùng quê Sóc Trăng. Đã thất truyền hơn 20 năm. Thì coi như là tôi đã đi khôi phục lại và tham dự cái lễ hội bánh dân gian Nam Bộ ở Cần Thơ. Dạ. Và đạt huy chương vàng vào 2018. Chị đã đến với cái công việc này do tình cờ hay là chị đã theo học về ẩm thực từ khi còn nhỏ? Chị là xuất thân từ giáo viên dạy toán cấp 3. Hay quá, dạy môn toán mà bây giờ lại thành nghệ nhân ẩm thực là thế nào ạ? Thì nói chung là chị biết về bánh kem và bánh Âu thì cũng lâu rồi, thời chị là sinh viên. Rồi từ năm 2018 thì mấy anh bên Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Sóc Trăng đó có muốn là chị kêu chị đi tìm sưu tầm lại cái bánh bầu. Bánh bầu này đã thất truyền hơn 20 năm rồi. Mà thường cái bánh này chỉ có ở ba tỉnh là Bạc Liêu, Sóc Trăng và Trà Vinh. Vì đây là cái bánh này là nó là cái sự giao thoa của ba dân tộc Kinh Hoa Khmer. Không biết là hôm nay chị có mang cái bánh đó tới đây để cho chúng em được thử cũng như được chiêm ngưỡng không ạ? Có, bữa nay chị có đem. Hay. Quá tuyệt vời. Mời chị ạ. Chú
Chúng tôi tin rằng có rất nhiều quý vị khán giả cũng lần đầu tiên được nhìn thấy một món bánh này. Một món bánh tưởng chừng như đã mất đi cách đây 20 năm, nhưng đã được phục hồi lại, phục chế lại bởi tay một người nghệ nhân đã từng là giáo viên. Và chị hãy giới thiệu qua một chút cũng như là cách để ăn cái bánh này sao cho nó đúng cách ạ. Thật sự ngày xưa ông bà mình cái thời mà khai quang dở đất á, thì coi như là có cái gì làm cái nấy ăn. Nghĩa là thí dụ người ta làm từ gạo lúa mùa, rồi người ta bắt con tôm nhỏ, con tép nhỏ rồi người ta về băm ra thôi. Rồi người ta chỉ có dừa rồi trộn vào để làm, và bầu để làm. Nhưng mà sau này thì tôi cải tiến, trong cái bánh của tôi là tôi có nêm nếm gia vị. Và mình phải chọn cái loại bột như thế nào mà để người ta có thể sử dụng rất là dễ dàng mà nó ngon. Cái thứ hai nữa là cái nước mắm tôi cũng rất là chăm chút nó, rất là chú trọng để nó có một cái sự tinh tế, nó không có thua kém gì cái bánh ông. Tại vì khi người thưởng thức, người ta thưởng thức tới cái bánh mình phải động lại trong họ một cái sự là người ta cảm nhận được là mình đã chăm chút và cái bánh nó tinh tế như thế nào, nó không thua gì bánh ông hết. Rồi trong cái nước cốt của tôi hoàn toàn không sử dụng bột chất béo. Coi như là tôi đang đi một cái dòng bánh dân gian hoàn toàn là bánh sạch. Thí dụ như đây là bánh khoai môn là tôi sử dụng bằng màu của lá cẩm. Còn thí dụ nhân này tôi xài đó là của trái gất, màu của trái gất. Đó, thì đây là cũng là bánh bò mặn nè. Nhưng mà tôi phá cách của nó để cho nó làm như là từng lớp. Để cho nào. Và cách ăn bánh bầu thì là như thế nào cho đúng ạ? Cách ăn bánh bầu cho đúng với nhìn thấy nó hấp dẫn thì đầu tiên là mình chan nước mắm lên. Mình có thể chan nước mắm như thế này. Đó, xong rồi thì mình mới chan nước cốt dừa lên. Đó. Rồi sau đó mình mới để tôm lên. Để chi? Khi cái tôm nó nổi lên cái màu của cái nước cốt dừa thì nó làm rất là bắt mắt. Ngon. Vâng, hãy để cho ngon mắt trước. Cái này ngon đấy, để cho Diệu Nhi ăn luôn đấy. Rồi, Diệu Nhi. Nhi mê mấy cái bánh này lắm này. Ăn đi em. Wow, thơm quá. Vâng, chị làm cho cả khách mời luôn đi ạ. Dạ. Ngon không? Ý, cái nước mắm này em tưởng là kiểu như là nước mắm mà nó mặn mà để cho mình ăn bánh bèo á, nhưng mà không phải, nó có cái vị ngọt nhiều. Ủa cô, mình bánh bầu vậy là bầu mình phải bào ra rồi mình mới làm gì được hả cô? Đúng rồi. Wow, nói chung là như thế này nè mọi người, là khi mà chọn bầu làm á thì tôi cũng rất là chú ý. Tại vì bầu thì nó có nhiều loại bầu, bầu da trắng, bầu da xanh. Nhưng đặc biệt cái bầu da xanh là làm ra thì cái bánh nó sẽ ngọt hơn. Và bầu không phải là mình lấy tất cả, mình chỉ lấy cái phần vỏ bên ngoài. Và nếu thí dụ như quá non thì nó lại cho ra cái sản phẩm không ngon, mà nó quá già cũng lại không ngon. Mình phải biết lựa ở cái độ tuổi của bầu để cho ra một cái sản phẩm phải tuyệt vời. Và tôi nghĩ rằng là vừa là một người có đam mê, vừa là một người có trách nhiệm, lại có cả tài năng nữa, lại có cả óc tư duy kinh doanh, thì tôi tin là chị sẽ thành công đấy ạ. Và nếu chị mở cửa hàng tôi hứa là sẽ đến để ủng hộ. Cảm ơn chị đã đến với chương trình, cảm ơn chị với những cái việc làm đầy ý nghĩa này. Và hẹn gặp lại chị trong ngày gần nhất tại cửa hàng bánh của chị ạ. Cảm ơn chị đã đến với chương trình. Chúng ta cùng quay trở lại với giác quan thứ 6 và bây giờ sẽ là vòng 3. Trực giác, thưa quý vị khán giả thân mến. Bây giờ thôi chắc để em giờ em chọn đi chứ. Ba chọn đi, ba chọn số nào ba thích nhất đi. Nữa hả? Em đang số 2 ạ. Quên, em xin chọn số 2 ạ. Số 2? Dạ. Nghề nghiệp tương ứng đó là họa sĩ tranh Mozart. Tôi thấy đọc đầu hơi quen. Bởi vì là nghe là họa sĩ tranh Mozart thì mọi người có vẻ thấy lạ, nhưng mà tôi đang mường tượng ra có vẻ như tôi đã nghe nó ở đâu, hình như nó liên quan tới gốm sứ. Nó là vẽ những, vẽ trên gốm sứ hả anh? Đó là những cái bức tranh gốm sứ. Nếu như mà tôi đúng thì có một cái bức tranh rất dài và đẹp tại Hà Nội kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Đó chính là cái con đường gốm sứ ở trên đường D. Tụi em và hình như là đây là một cái loại hình nó gọi là tranh Mozart, hình như là vậy. Bây giờ đúng là trực giác và giác quan thứ 6 đây. Mấy cái lựa chọn nãy là thua hết là không được chọn dòng này đúng không anh? Đúng rồi. Dạ hết rồi. Hết quyền rồi anh. Dạ. Em thì em nói trước đi ha. Em thì đang nghĩ hoặc anh số 2 hoặc chị số 3. Em vẫn thiên về chị số 3 hơn, là tại vì nhìn chị số 3 có một cái gì đó nó rất là nhẫn nại á.
thì riêng họa sĩ tranh thì giống như cái công việc hồi nãy á, công việc bonsai á, thì em nghĩ là đều có phải một cái sự nhẫn nại. Thì cái cách chỉ nói chuyện, cái cách chỉ trình bày nó có một cái gì đó từ tốn. Em thì em lại nghĩ anh số 2. Không biết sao, tại vì khi mà nghe anh Trung nói ví dụ về cái cách mà người họa sĩ ta làm ra cái bức tranh đó. Anh đấy là anh chỉ nhớ mang màng thế thôi chứ còn này không chính xác đâu. Em đừng vin vào những không, cái bây giờ em sẽ dựa vô những cái lời nói của anh để có gì em còn đổi thừa được. Thì nếu như đúng rồi mình đúng là do mình còn mình sai là tại do anh vì, Trung. Cái với cái công việc đó thì em hầu như đa phần em lại thấy nó những người làm công việc đó đa số là người đàn ông. Người đàn ông tại vì họ em không biết là tại sao nhưng mà cái cảm giác nó lại là như vậy. Và ok, số 2. Em sẽ giờ lại cho chọn nữa hả? Đừng chửi. Người ta chửi em đó. Không có nói chứ. Ba cứ tin vô trực giác của ba đi. Em vẫn thấy ba có lý rồi em vẫn thấy em có lý. Nhưng nên mà thôi ba cứ ấn đi để mọi người chửi ba chứ đừng chửi em. Số 2 đi. Số 2 đúng không? Ừ. Giờ cho đó nha. Tối nay anh ngủ ở trong phòng ngủ hay là ngoài phòng khách đó là do sự lựa chọn của anh đó. Mình còn một hai dòng nữa mà không sao đâu, anh có gì anh gỡ lại cho. Trời ơi. Dạ số 2. Phương án đã đặt chốt và bây giờ sẽ là kết quả. Chết không? Chết chính rồi. Xác không chính xác, vậy là một trong hai người còn lại. Bây giờ sẽ là kết quả. Như vậy là trời số 3. Người chơi không gì phải buồn. Không, hai người còn đoán sai nữa là còn 3 người. Đúng không? Yeah. 50% còn sai nữa là 33%. Trước khi gặp gỡ làm quen với vị khách số 3, hãy cùng xem gói tiền thưởng là giá trị bao nhiêu. 1 triệu rất may. Rất may. Yeah. Nào hãy cùng xem những gì tôi nói và kiến thức mang máng mà tôi nhớ có đúng hay không. Xin mời chị bước lên phía trên nào. Chào chị. Chào. Dạ. Chị ơi, em thật sự rất là thắc mắc, lần đầu tiên em nghe đến cái tên của cái bức tranh này á, chị có thể giới thiệu về bản thân mình cũng như là giới thiệu cho khán giả. Loại hình nghệ thuật. Dạ vậy? Đúng rồi đó. Xin chào hai người chơi cũng như xin chào hai MC rất là xinh đẹp. Chào các bạn. Mình là Thảo. Mình là giảng viên và đồng thời là nghệ sĩ sáng tác với cái chất liệu tranh mosaic. Đọc là mosaic. Mosaic. Dạ. Mosaic. Dạ. Nhưng mà bạn Trung nhớ rất là chính xác. Đó là cái tác phẩm lớn nhất xác lập kỷ lục Guinness về cái nghệ thuật tranh mosaic tại Việt Nam. Đó chính là con đường gốm sứ. Wow, tôi phục tôi quá. Thực ra các bạn ít biết về nghệ thuật này ở tại thành phố Hồ Chí Minh, thực ra là hoàn toàn chính xác bởi vì nghệ thuật này nó chưa phổ biến ở trong miền Nam. Ở miền Bắc thì phổ biến hơn cũng nhờ con đường gốm sứ. Nhưng mà trong miền Nam thì chưa nhiều người biết. Cái chữ mosaic này nó xuất phát từ nó là tiếng nước ngoài. Dịch ra ngôn ngữ tiếng Việt của mình nó chính là ghép mảnh. Ghép mảnh. Dạ. Có lẽ rằng để biết thêm về cái này chúng ta sẽ phải còn tìm hiểu nhiều nữa. Yeah. Nhưng chúng tôi muốn tận mắt được nhìn thấy những cái tác phẩm này. Chắc là chị sẵn sàng chưa ạ? Yeah. Chị có mang tới đây chưa ạ? Dạ có, mình có mang một ít những cái bức tranh nhỏ thôi. Yeah. Vâng, chị dành một tràng pháo tay cho những tác phẩm tuyệt vời này ạ. Trên tay chúng tôi lúc này đang là những tác phẩm của nghệ thuật tranh mosaic. Em thấy sao trợ lý? Em thấy quá đẹp và rất là tinh tế luôn á anh. Những cái mảnh ghép rồi những cái màu sắc khác nhau nhưng mà khi ráp lại là nhìn nó dễ thương gì đâu á. Đây là các thực ra đây không phải là tác phẩm của chị, tại vì tác phẩm của chị nó to lắm. Chắc to cỡ bằng những cái bức tường này. Còn đây là các tác phẩm của các học viên của chị. Phải nói là rất đẹp. Chị, em có một câu hỏi là em nghĩ là nếu mà hoàn thành xong mấy tác phẩm này chắc là cũng đổ không ít máu à? Máu hả chị? Dạ. Đúng. Vì chất liệu thủy
tinh đó, khi mà mình bấm thành những cái miếng nhỏ đó thì nó cũng khá là sắc, cho nên là rất hay bị đứt tay. Mà mình không thể dùng găng tay, vì khi dùng găng tay nó rất là khó thao tác, khó làm lắm. Thế mới thấy rằng để tạo ra được một bức tranh con đường gốm sứ tại Hà Nội để kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long thì đó là bao nhiêu công sức của bao nhiêu nghệ nhân, của bao nhiêu người nghệ sĩ. Và tôi nghĩ rằng người Việt Nam chúng ta có quyền tự hào về một trong những công trình mà tôi nghĩ rằng sẽ được thế giới nhắc tới. Chỉ có điều rằng những ai đang sống ở Hà Nội hãy gìn giữ nó, bởi vì đó là công sức của rất rất nhiều con người. Chúng tôi nói lời cảm ơn tới chị đã mang tới đây những bức tranh này, và hơn hết giúp cho chúng tôi và các quý vị khán giả hiểu hơn về một loại hình tranh mà chúng ta nhìn thấy hàng ngày nhưng chưa chắc đã hiểu rõ về nó. Chúc chị thật nhiều sức khỏe và giữ vững được đam mê trên con đường mình đã lựa chọn ạ. Cảm ơn chị. Giống như cái chị hồi nãy gì đó, nên là em quyết định là em sẽ không chọn bất cứ cái gì hết. Em sẽ để cho vợ em quyết định. Theo trực giác của người phụ nữ trong gia đình, Ái Châu sẽ lựa chọn. Thì không biết đúng không, đó là suy nghĩ của em. Đúng chứ em, đúng chứ. Trời, vợ anh mà, không phải đơn giản không? Dạ. Trời ơi. Giác quan thứ 6 ở vòng thi thứ 4 với tên gọi lập luận. Vẫn như vậy, chúng ta sẽ còn lại 2 gói tiền thưởng. Người chơi sẽ lựa chọn số mấy ạ? Dạ, số 3 đi. Số 3. Và nghề nghiệp tương ứng. Nghề nghiệp của chúng ta đó chính là họa sĩ tranh vỏ tràm. Tôi lần đầu tiên nghe thấy. Em cũng lần đầu tiên luôn. Hoàn toàn không có thông tin luôn. Dạ. Em nghĩ là vỏ tràm là vỏ cây tràm ở dưới quê á, mình hay lấy cây tràm đó mình làm nhà, rồi mấy cái vỏ mình hay đốt lên, mình xông mũi rồi. Mà họa sĩ tranh vỏ tràm thì chưa nghe bao giờ. Giống như cái chị hồi nãy gì đó, nên là em quyết định là em sẽ không chọn bất cứ cái gì hết. Em sẽ để cho vợ em quyết định. Chung thôi, tối nay mấy em ra salon em ngủ thiệt. Anh tới đây anh dự giờ hả Đông? Dự giờ thôi, bắt đầu từ đây dự giờ. Nhưng mà tôi đã hiểu vì sao mà bạn không nên quyết định cái gì rồi. Dạ. Bởi vì bạn quyết định cái gì sai cái đó. Sai thôi nha. Đúng, thường là đúng cái đầu tiên thôi. Dạ. Nào, theo trực giác của người phụ nữ trong gia đình, Ái Châu sẽ lựa chọn. Em nghĩ là số 2. Số 2. Dạ, tại vì ảnh có cái phong thái của ảnh nó na ná như là chị số 3 vậy đó. Nó có một cái gì đó rất là từ tốn, điềm đạm, nói năng nhỏ nhẹ, trầm tĩnh, kiên nhẫn. Đó là những cái em nghĩ đức tính là cần thiết cho một họa sĩ. Còn chị số 1 thì có vẻ sôi nổi hơn. Thì em không biết ý kiến ba sao. Ý kiến ba là giống ý kiến của em đó. Và các bạn sẽ chốt phương án luôn. Dạ, số 2. Và bây giờ sẽ là kết quả. Thấy chưa? Chính xác. Trời ơi, em nói vợ em mà, nó phải đơn giản hả? Em nói đọc, thấy chưa? Đúng là gia đình của bạn là gia đình kiểu mẫu theo kiểu có hầm. Kiểu có hầm đấy, kiểu có hầm. Em đã nói rồi. Lúc có khó khăn là mình cứ lao xuống hầm thôi, còn cho vợ ở trên. Hãy cùng xem gói tiền thưởng mà bạn chọn có giá trị là bao nhiêu. 20.000 triệu. Trời ơi, anh thấy chưa, vợ em chọn đó anh. Vợ em chọn đó. Anh đã hiểu vì sao gia đình em có trật tự và có thứ tự như thế rồi. Và hãy cùng làm quen với một người làm công việc mà tất cả chúng ta gần như là vẫn còn cực kỳ xa lạ. Mời anh ạ. Em chào anh. Anh có thể nói cho mọi người biết rõ hơn về cái thể loại tranh vỏ tràm là như thế nào, cũng như giới thiệu thêm về bản thân của mình. Dạ, như nãy Ái Châu có nói chính xác, đó là cái tranh làm từ vỏ cây tràm. Cây tràm là một cái cây có nhiều ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long của mình. Trước nay thì cây tràm người ta sử dụng để làm cái dân mình là làm nhà cửa, rồi là cái gì, hoặc là người ta lấy cái cây cây tràm để người ta đóng cọc trong quá trình xây dựng các cái công trình. Thì cái vỏ đó là gần như là người ta không xài tới.
thì mình ứng dụng cái vỏ đó để làm cái tranh. Có nghĩa là mình tranh là thể loại xé dán, mình xé từng lớp vỏ ra, mình dán lên thành những cái bố cục và đường nét theo ý của mình để thành bức tranh. Mọi người đang rất nóng lòng để biết những cái tác phẩm của anh như thế nào để có thể hình dung ra rõ hơn về loại hình nghệ thuật này. Anh có sẵn sàng không ạ? Dạ, tôi đã có đem theo 3 bức tranh để giới thiệu. Vâng, xin mời anh ạ. Chúng ta đang có đây 3 tác phẩm nghệ thuật, nhưng để hiểu hơn về nó thì chỉ có chủ nhân của nó có thể giải thích thôi. Mời anh ạ. Dạ, xin giới thiệu với mọi người, đó là cái đầu tiên là cái bức tranh làm từ vỏ tràm. Đây là cái giới thiệu mọi người, đây là cái vỏ tràm tự nhiên của mình nha. Mình không có thêm bất kỳ một cái màu sắc nào hết. Cây tràm của mình có 4 sắc độ màu khác nhau. Đầu tiên ở bên ngoài, giờ mình hình dung cây tràm như vậy thì những cái lớp vỏ tràm nó phân bổ dọc từ bên trong thân cây ra ngoài. Thì ở ngoài cùng là cái lớp mỏ vỏ màu xanh này nè. Đây là cái vỏ tràm bị đóng gông, đóng điêu. Thì nó có cái màu xanh này. Vô sâu hơn một chút thì nó sẽ có những màu xanh, màu vàng sậm vậy. Kế nữa là nó có những màu vàng nhạt này. Và cái lớp cuối cùng là màu trắng. Đây là bức tranh làm hoàn toàn mình sử dụng các gam màu có sẵn trên cái vỏ tràm để làm tranh. Không thêm các cái màu này. Không nhuộm bất cứ màu gì. Tuyệt vời anh ạ. Ủa anh cho em hỏi, cái bức tranh đó vỏ tràm là đúng rồi. Nhưng mà vỏ tràm mình sao nó ra màu xanh vậy được? Thì gần đây 2019 và 2020 thì tôi có thêm 2 cái dòng tranh mới. Dựa trên cái cũng là cái thể loại mình xé dán thôi. Là đây là cái dòng tranh bằng vải zin. Đây là cái vải zin có thể quần áo này, rồi các cái dòng, các cái vật dụng khác bằng vải zin thì mình cũng áp dụng cái thể loại xé dán để mình dán, rồi mình bố cục phù hợp những cái vải quần zin lên đó để tạo thành bức tranh. Trời ơi, bây giờ em hết hồn em tưởng rồi nữa. Xin giới thiệu thêm, đây là cái bức tranh cũng cùng một bố cục đối với 2 bức còn lại. Cũng một hoàn cảnh làng quê bình thường đơn giản thôi. Đây là làm từ bẹ cây chuối. Cũng hoàn toàn là màu xanh tự nhiên hết. Cũng mình thấy đây là cái bẹ chuối, thì cái khó của cái tranh bẹ chuối so với cái vỏ tràm như vậy, khó ở chỗ mình xé bẹ chuối rất là chắc. Khi mình xé mình phải xé ra làm 2. Một cái miếng bẹ chuối vậy thì mình sử dụng cái bẹ chuối khô có sẵn trên cây thôi, mình tách nó ra rồi mình dán mặt này mặt kia, mình chở tới chở lui rồi là mình sử dụng đây. Và cái tranh bẹ chuối đó khác ở chỗ cái tranh vỏ tràm, ở chỗ là tranh vỏ tràm thì mình sử dụng có thể cái vỏ tràm tận dụng hoặc là vỏ tràm còn đang ở trên cái cây tràm, nhưng mà riêng bẹ chuối là phải khô mình mới làm. Không thấy phơi được, mình không phải thơi ra màu được. Phải nói là rất công phu, và thông qua bàn tay khối óc của những người nông dân nhưng lại có cái tâm hồn đẹp, thì những cái cây mà hàng ngày chúng ta gặp trong cuộc sống nó đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật. Và tôi nghĩ rằng là không ở đâu được như ở Việt Nam chúng ta đâu ạ. Thiên nhiên ưu đãi và con người thì thực sự là bay bổng. Mặc dù là những người làm thuần nông và đây là một kỹ sư nông nghiệp. Cảm ơn anh rất nhiều đã mang tới những nét đẹp cho cuộc sống này và mang tới những nét đẹp tự hào của người Việt với bạn bè quốc tế. Cảm ơn anh đã đến với chương trình. Chúc anh thật nhiều sức khỏe và thành công trong công việc của mình. Dạ thân mến, chúng ta đang đến với vòng cuối cùng của chương trình Giác quan thứ 6 với tên gọi Quyết định. Còn một gói tiền thưởng duy nhất, đương nhiên nó sẽ là 15 triệu đồng. Vậy thì 2 nghề nghiệp cuối cùng sẽ là gì? Họa sĩ tranh trứng khảm, khảm trứng. Và họa sĩ tranh dây đồng. Trời ơi, hôm nay đều là những vị khách, là những nghệ nhân, là những nghệ sĩ, là những người mang tới chúng ta những cái nét văn hóa. Có những cái văn hóa thì gần gũi quen thuộc, nhưng có những nét văn hóa thì chúng ta mới được nghe lần đầu. Thật sự em mới nghe lần đầu luôn. Không, cái họa sĩ tranh dây đồng thì em có biết, tại vì mình cũng em hay lướt trên mạng á, thì mình cũng có thấy qua rất là nhiều các nghệ nhân nghệ sĩ đã có dùng cái sợi dây đồng để tạo nên cái bức tranh. Người trứng ta khảm sẽ cũng vậy. Người ta sẽ ghim mấy cái
mấy cái, cái đó là chỉ, là cái đinh nó gần như là cái là chỉ rồi xong khác nữa. Thay vì làm chỉ thì người ta làm bằng dây đồng đúng không chị? Chị cũng không nói gì hết trơn. Nhưng mà có phải không, có phải ba thấy đúng dây rồi, đồng đúng là rồi, như con vậy không? Giống giống vậy á. Còn trứng khảm chắc là dùng cái giống, vỏ trứng để đính vô sẽ giống giống như là cái chị họa sĩ của tranh mosaic mosaic đúng không? Chắc là mình ghép, sẽ lấy vỏ trứng bể mình ghép ghép thành đúng không chị? Chị vẫn cười. À. Thôi, đằng nào cũng không biết rồi. Mà đang là cái đà của người vợ thăng hoa. Tôi nghĩ là Ái Châu hai người vợ thăng hoa. Em... Cho dù là cái đà của em mà tới cái câu cuối vẫn là vợ em. Dạ. Em thì đang suy nghĩ là chị sẽ là họa sĩ tranh dây đồng. Tại vì em thấy ở chị có một cái sự gọi là chị nhanh nhạy, sôi nổi. Thì cái nội dung là ý vợ em hiểu, có nghĩa là tại vì mà khi tranh dây đồng nó cái cần cái thao tác cái tay phải nhanh gọn hơn, không và, phải là cái những phong thái cái của chị cũng rồi. Rất là vui vẻ nữa. Còn họa sĩ tranh trứng khảm thì em lại nghĩ là phải có một cái gì nó đó có hơi hướng giống những cái anh chị hồi đúng rồi trước. Phải từ tốn thì không biết đúng không, đó là suy nghĩ của em thôi. Đúng chứ em, đúng chứ, trời vợ anh mà nó phải đơn giản không. Dạ và dạ tranh dây đồng. Khi có người vợ hậu thuẫn thì người đàn ông trong gia đình trở nên mạnh mẽ và quyết đoán một cách lạ thường. Nhưng liệu sự thăng hoa này có còn tiếp tục hay không? Đây sẽ là kết quả của mình. Kiểu nhà có hầm chứ không cần nhà có nóc. Em không sợ bất cứ thứ gì hết. Em bây giờ em khẳng định trong chương trình là em sẽ không sợ bất cứ một thứ gì hết. Ở nhà em là trụ cột đó anh. Em là anh hiểu hết rồi, anh hiểu hết rồi. Và 15 triệu tiền thưởng đã thuộc về gia đình. Xin chúc mừng. Và họa sĩ tranh dây đồng như thế nào? Đây là môn nghệ thuật đã mang tới điều gì và nó có khó hay không thì chúng ta sẽ phải gặp gỡ để giao lưu với vị khách số 1. Xin mời ạ. Em chào chị. Bây giờ em thấy chị đứng trên đó rất là vui tính. Dạ, giờ mời chị nói. Thì mình xin giới thiệu về cái dòng tranh dây đồng. Tranh dây đồng thì được làm từ dây đồng. Và cái dòng tranh này thì nó độc quyền toàn Việt Nam và thế giới và do mình sáng lập ra và mình truyền nghề, cái nghề này lại cho người khuyết tật. Và hiện tại mình đang là kỷ lục gia của Việt Nam trong cái dòng tranh này, là người đầu tiên và duy nhất của Việt Nam. Và hôm nay thì chị có mang tới đây những cái bức tranh hay là những cái tác phẩm của chị không ạ? Bởi vì mọi người cực kỳ nóng lòng muốn biết xem đúng. Nó như thế nào ạ? Có, mình có chuẩn bị những bức tranh để cho mọi người có thể chiêm ngưỡng được ạ. Yeah. Thưa quý vị, hoành tráng, rực rỡ và cực kỳ tinh xảo chi tiết. Đó là những gì mà chúng tôi cảm nhận được với những tác phẩm trên sân khấu vào lúc này. Và có lẽ rằng chủ nhân của nó hãy giải thích một chút về ý nghĩa của nó cũng như thời gian để tạo ra bức tranh này ạ. Dạ, ý nghĩa của bức tranh này thì tên tiếng Anh của nó là Human, có nghĩa là con người sẽ là người quyết định cái vận mệnh của tương lai à. Và trẻ em thì là người những cái gì trẻ em nhìn thấy thì nó sẽ là tương lai của mình và sắp tới. Thì trẻ em và con người là người tạo ra tất cả mọi thứ trong cái hệ vũ trụ này. Rất là và ý nghĩa. Cái bức tranh này được làm trong vòng 10 ngày. 10 ngày với một đội 10 bạn khuyết tật à. 10 bạn khuyết tật. Và những cái sợi dây đồng này chị đã nhuộm nó thành màu này hay thế nào ạ? Dạ không, những cái sợi này là nó đã có màu trực tiếp, mình chỉ nhập về và mình quấn thôi à. Mình nhập từ nước ngoài về ạ? Vâng. Và nó có sẵn màu như thế này luôn. Dạ đúng. Thật sự là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy những sợi dây đồng đẹp như thế này, quá tuyệt vời. Thế còn bức tranh con voi kia ạ? Dạ, voi thì nó là một cái biểu tượng hòa bình và một của những cái bức tranh về phong thủy. Nó nói về sự kiên cường, chịu đựng và cái một cái an yên. Và cái bức này thì là 100% bởi các bạn bên mình không nhúng tay vào. Bức tranh này chắc là tôi không phải giới thiệu nhiều nữa.
đương nhiên nó đang nói tới vấn đề mà cả nhân loại đã trải qua trong năm 2020, đó là bệnh dịch. Và hơn hết đó chính là sự chiến thắng của các khoa học gia cũng như những bác sĩ, những người đã ngày đêm ở tuyến đầu để chống chọi với bệnh dịch. Thế còn bức tranh này ạ? Dạ, bức đó là bức mẹ trái đất ạ. Mẹ trái đất. Đây là hoàn toàn do ý tưởng của chị hay là của các học trò ạ? Đây là từ ý tưởng của mình, là những bức mà đầu tiên trong top 5 bức đầu tiên mình làm cùng với các bạn. Vì trong một bức như thế này thì mình sẽ làm việc với các bạn quản lý thôi. Và mình chỉ làm trong này 5%, không, 5% hơi quá, 3% trong bức tranh này thôi. Còn lại là các bạn làm. Có nghĩa là chị lên ý tưởng, nhưng sẽ có các bạn học viên làm và đều là các bạn khuyết tật. Thì tôi nghĩ rằng đây là một bức tranh nó không chỉ có giá trị về mặt nghệ thuật mà nó còn có giá trị về mặt nhân văn, để chúng ta thấy được rằng con người chúng ta khi được sống và tồn tại thì ai cũng có thể được làm được những việc tốt. Thì đến với chương trình này thì mình có một cái phần quà dành cho các khách mời cũng như MC và các nghệ nhân tham gia cùng mình. Thì đây là sản phẩm làm từ giấy đồng luôn, hoàn toàn 100% bởi các bạn. Đây là dòng sản phẩm mình gọi là Tree of Life, gọi là tiếng Việt mình gọi là cây đời. Thì đây món quà dành cho mọi người, nó có đủ năm mạng kim mộc thủy hỏa thổ. Xin mọi người chọn ạ. Dạ, hay quá. Dĩ nhiên lấy nhiều màu đi. Chị em còn bà chị ở nhà mạng hỏa. Em tranh thủ quá chị. Lấy số điện thoại chị liền em. Và thưa quý vị, chúng tôi muốn nói rằng quá tuyệt vời, quá tự hào bởi người Việt của chúng ta có trí tuệ và có tâm hồn để tạo ra tất cả những điều tuyệt vời nhất trên thế giới này. Cảm ơn quý vị, cảm ơn chị đã đến với chương trình. Chúng ta đang đến với những giây phút cuối cùng của chương trình. Vào lúc này thì hai người chơi đã hoàn thành xong 5 vòng thi. Họ đã có số tiền thưởng là 50 triệu đồng. Wow. Họ sẽ giữ nguyên, nhân đôi hay chia đôi tùy thuộc vào thông điệp ở trong chiếc két mà họ đã chọn. Chiếc két số 3. Hãy mở nó ra. Dạ, em mời anh chị. Vợ chồng em đang hên lắm, chắc chắn là nhân đôi rồi. Vợ, xử đi vợ. Dạ, chị bấm dấu thăng rồi mã số và dấu thăng lần nữa. Em muốn khóc quá, tại vì lần đầu tiên đi chơi game show mà may dữ vậy. 50 triệu nhân đôi, 100 triệu. Thưa quý vị, người ta nói giàu về bạn sang về vợ, nhưng đối với gia đình của Huỳnh Đông và Ái Châu thì giàu không biết ở đâu, nhưng mà giàu ở vợ và cũng sang ở vợ luôn. Trời, xin được chúc mừng. Chúng tôi cũng hạnh phúc bởi vì những người chơi tới đây mà họ giành được những phần thưởng lớn, chúng tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng, thưa quý vị. Và tôi tin quý vị khán giả ngồi trước máy thu hình cũng vậy. Trợ lý của tôi thì sao? Em quá vui luôn anh ơi, thật sự em có được chia phần trăm gì đâu, nhưng mà khi mà em thấy là cái niềm vui gia đình, mà cái quan trọng là sau khi chương trình kết thúc, gia đình họ hạnh phúc, họ vui vẻ bên nhau, họ không có gây gổ, là nó quá tuyệt vời. Vậy là hôm nay niềm vui trọn vẹn. Chúng ta có những khách mời đặc biệt với những công việc đặc biệt, và hơn hết ở trong đó là tính nhân văn trong mỗi công việc. Và hôm nay lại có một cặp vợ chồng đến đây mang theo nhiều niềm vui và may mắn nữa. Cảm ơn các bạn đã đến với chúng tôi. Chúc các bạn luôn hạnh phúc như vậy trong căn hầm êm ấm của gia đình. Dạ, cảm ơn anh Trung, cảm ơn Diệu Nhi, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Dạ. Chúng tôi muốn nói với quý vị rằng đừng quên giờ phát sóng của chúng tôi, đó là 12 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Tôi là Thành Trung, còn trợ lý của tôi Diệu là Nhi. Xin chào và hẹn gặp lại. Tập 12 của Giác Quan thứ 6 là sự xuất hiện của chàng ca sĩ Thiên Vương và cô MC xinh đẹp Quỳnh Chi. Liệu hai khách mời có vận dụng được hết khả năng Giác Quan thứ 6 của mình để đem về số tiền thưởng khổng lồ hay không? Hãy cùng đón xem chương trình Giác Quan thứ 6 vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật tuần sau trên VTV3.